để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 và mục tiêu xây dựng toàn huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Trong năm 2024, huyện Văn Lâm phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho 27 dự án trọng điểm có tính động lực trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện đã yêu cầu tập trung cao độ, quyết tâm, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giao tiến độ cụ thể cho từng dự án. Trong đó, có hai dự án quan trọng quốc gia là đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trước quý 3 năm 2024, và đường dây 500 kV Nam Định Phố Nối hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Các dự án giao thông quan trọng của tỉnh như đường DT380, DT385 phấn đấu hoàn thành trong quý 2. Một số tuyến đường huyện như đường DH15, DH18, DH19 hoàn thành trong quý 4. Tuyến đường động lực của đô thị Văn Lâm tương lai là đường gom phía Nam, đường sắt giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Cụm công nghiệp Minh Khai sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong quý 1 và cụm công nghiệp Minh Hải 1 hoàn thành trong quý 3. Hai dự án đô thị quan trọng là khu đô thị Đại An và khu đô thị Hoàng Vương sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong quý 2. Một số dự án đấu giá đất của huyện tại thị trấn Như Quỳnh, xã Chỉ Đạo, Đại Đồng sẽ hoàn thành trong quý 2 và quý 3. Tổng số diện tích cần giải phóng mặt bằng trong năm 2024 của 27 dự án này là khoảng 200 ha. Năm 2023, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng được trên 150 ha cho các dự án.